anh em mua lò này mua như là mình là xịn như sáng mai mình mới vào được như vậy, có thể gia tăng lên rồi không còn thì phải mua nữa. Không, em nổ mua thịt mà em mua nuôi thôi. Quay lưng cho bắt á. Bạn cho cho họ bắt. Vừa bạc thôi. Em một con nước bạc em đi. Em nổ mua vô. Một trăm nghìn một con vạc. Không, em không mua một. Bằng anh vẫn nên đi nhiều rồi. Mua là bạc đấy, bà cô. Mấy con nữa. Quay lên báo. Đây là chợ chim ở Nghệ An nhá. Bốn con ngon nữa mà. Bốn mươi nghìn đắt chi không nhỏ giờ tí coi coi cắt chi ạ, giờ tí coi cắt chi ạ, nhiều lắm đông lắm.